anh nhớ được bạn này. Tiêu phải cô em hôm trước đến xong rồi bỏ về không? Đúng rồi. Chờ đấy. Damn man. Ấy chà, có phải chú em hôm trước đã để anh lại bơ vơ một mình ví không nhỉ? Mày hôm trước để anh đồ con lâu nhá, không mày định nghèo đấy. Mấy anh cứ bình tĩnh nào, không ai quyết định vào sinh ra tử ở đây luôn nhá. Thế chuẩn bị lấy thế em nhỉ? Ủa mày anh không dọa được em cho em một điều giảm đau gây mê gây tê và hồi sức. Anh ơi, từ từ bình tĩnh nào, đã ngủ tê đã làm gì đâu mà ông anh sồn sồn hết. Mày một cái ok rồi, giải anh tí. Nani? Omae wa mou shindeiru.